Con phải đi hỏi láng giềng, cuối cùng họ mới nói là ở trên đó có bạn đường chỉ lên đường núi Thiên Thai là đi Phật Monastery. Dạ thưa, con biết là Ngọc Hoàng kỳ nay bất chết có hơi túng thiếu, nhưng mà con cũng xin làm hai cái bạn đường mẹ ru và con đường Sindico cho nó rõ ràng. Táo có computer không vậy? Thời đại này mà không có computer là quê đó. Mà có thì vô internet nhấn cái nút xíu vậy thôi là nó ra cái tên đường, nó ra cái bản đồ. Chí ngon mà lạc hậu. Dạ con có bảo tên đường nhưng mà đường nó không có bản tên. chịu chết nhở. Còn táo kia lý do làm sao tới trễ đừng có đổ lỗi tại không có bản tên đường nữa. Táo Ngọc Hoàng sáng nay thức dậy ra thăm vườn rau, mấy con gấp phơm ăn hết trái cành, con phải ở lại sửa sang hàng rào để cho đại chúng có đủ rau tươi, vì thế cho nên con đi đến trễ. Ngọc Hoàng đừng có giận con, mấy con đem rau cho Ngọc Hoàng ăn. Ta nghe ta cũng tội, thì ra hai táo cũng có thiện chí nhưng mà duyên nó không đủ.
rồi, bây giờ báo cáo cho ta nghe tình hình dưới thế xem sao. Muôn tâu ngọc hoàng chúng thần là táo, xin lên báo cáo chuyện ở vườn nay. Chuyện ngắn chuyện dài ba tháng tu tập, mùa đông tấp nập ở pháp kéo sang. Đủ mặt hình làm là hăng hay gì, dù không kỳ thị cũng chia rõ ràng. Kiếp giới đàng hoàng nam ở những trải, dốc núi thai thải leo muốn mỏi chân. Các cô ở gần ngay xóm Đồng Sáng. Dạ, xóm Đồng Sáng giỏi nhất hàng đó Ngọc Hoàng. Giỏi thì nói rõ cho ta nghe coi. Hà Hần xin kể người rất dễ nảy, là cô trụ trì bất cứ chuyện gì cô cũng làm hết, từ mai niệm gói tới sơn phết nhà trải thảm cắm hoa. Nấu ăn đi chợ tiếp khách coi thợ, có sợ chi ai người rất là tài. Sư cô trung chính đó Ngọc Hoàng. Đáng bậc thủ lĩnh gan dạ quá chừng, cặp con trường xà dài 500 thứ. Dạ thưa Ngọc Hoàng, không biết sao kỳ này rắn làm sao nó bị genetic engineering hay sao, bây giờ nó dài tới 500 thứ đó Ngọc Hoàng. Con đi chơi đi con nào, 1, 2, 3 rắn kia bật lẹ đó Ngọc Hoàng. Hèn chi, ta nghe nói sau này, ta đâu cần chờ táo lên báo cáo, ta coi internet, ta biết hết trơn á. Là nghe nói sau này kiếm không ra một con rắn nào trong Ngọc Uyển lắm mà. Thì ra là tại nhờ sư cô trụ trì khai thị cho nó đi á. Bây giờ táo kia muốn khoe trụ trì của mình thì lên luôn. Thưa Ngọc Hoàng Thần, đây xin kể trụ trì Lộc Uyển là thầy Giác Thanh, đại lão sư huynh của cả hai xóm. Tướng người ôm ốm, thích tiếng nhà thương, rất thường. Dạ bởi vì thầy ở một mình, nhập thất rất thường, nhưng lo đủ chuyện. Nằm trên giường bệnh, đính cách trồng cây, lo chuyện phải xây tháp chuông thiên trụ, còn thầy Pháp Dụng. Thầy Pháp Dụng vốn gốc ông đồ, chỉ thích làm thơ và viết chữ thảo. Bói kiều rất thạo, giảng vẽ rất chuyên, kẻ nào cũng khuyên tu đi kẻo trễ. Có chuyện với mễ nổ như bắp rang, mọi việc trong làng chia đều cho chúng, nhưng mà lúng túng người ít việc nhiều, biết chia làm sao cho mà hết việc. Ngọc Hoàng đón được là ai đó không? Thưa đó Pháp Sơn là thầy tri sự. Thầy Pháp Sơn Tri sự là làm cái gì vậy? Dạ thầy tri sự là người mà duy nhất mà người ta nói cái gì là người ta phải làm theo. Đó là thầy tri sự. Tất nhiên tri sự có nghĩa là đa sự đó. Dạ dạ đủ thứ chuyện. Tự nhiên một buổi sáng con đang đứng vậy, tự nhiên nói con đi làm cái này, con đi làm cái kia, mà mọi người phải đi nghe theo hết. Đó là thầy tri sự. Oai con. Dạ. Chắc ta phải đi kiếm thầy này, ta hỏi thử. Dạ. Vang danh khắp xứ là thầy Pháp Không, luôn luôn để tâm lo đủ mọi chuyện, xây cất làm điện, tổ chức văn phòng, liên lạc lòng vòng khóa tu tháng 8, làm nhiều không nản, luôn luôn tươi vui, chỉ có hơi suy là thêm tên mới, gọi người mọi người ơi ơi gọi là Phát Quên. Khoan, ngừng, xì tốt. Pháp gì mà lại gọi là Pháp Quên? Tại sao lại gọi là Pháp Quên? Tại sao gọi là Pháp Quên? Khánh khá trình cho ta rõ. Dạ theo con biết, một lần đi Home Depot, cái list bỏ trong túi mà không biết.
Dạ thưa. À, còn mấy chuyện khác chắc Pháp quên rồi. Quên rồi. Đúng rồi, Pháp quên. Thôi Pháp báo cáo tiếp đi. Hay là Pháp này muốn báo cáo? Báo cáo từ nãy giờ nó quen. Thứ nhì ở trong sáng là cô từng nghiêm, cách thức dạy thiền cho khách mới tới, còn người lanh lợi lo chuyện trong ngoài, tiền bạc đất đai kêu thợ mướn máy, bảo đảm việc chạy là cô thoại nghiêm đó các bạn. Nguyên ghế im liềm sư cô bích nghiêm, không hề cuốn quýt ai bận mặt lòng, đi đứng thông dong thực tập ta giữ thần theo thứ tự. Tiếp cô giới nghiêm tính người rất hiền, lại ưa thơ nhạc mỗi khi lễ lạc, cô lo trang hoàng áo ngọc hoàng đó ngọc hoàng, là sư cô giới nghiêm làm đó ngọc hoàng. Còn cô nho nhỏ tướng mạo thanh thanh, nụ cười rất lành lại hai bẻn lẻn, sư cô e thẹn đó là hàng nghiêm đó Ngọc Hoàng. Sư cô hàng nghiêm của bạn biết là người Tây Phương đó. Hèn chi mà nói là cái tướng nho nhỏ, nghĩa là nhỏ so với lại khanh đó phải không? Dạ thưa Ngọc Hoàng, nho nhỏ nhưng mà vẫn còn cao so. Kính thưa Ngọc Hoàng, nhân vật kế tiếp là kiến trúc sư, nên chuyện bây trừ là lo xây cất, sửa xong cái thất cho thầy giác thanh, phải lo hoàn thành ý sư ông muốn. Ý sư ông muốn đó thưa Ngọc Hoàng. Ý sư ông muốn. Sư ông, ta biết sư ông, năm ngoái ta có qua làng thực tập một vài tuần. Dạ. Mà sư ông muốn cái gì vậy? Ta nói thử coi ta có tính ra giúp được không? Dạ. Dạ dạ, sư cô gọi luôn cái chuyện tháp chuông. Pháp Dung có nhớ bắt đầu chưa hở? Thầy Pháp Dung thở, dạ con không quên, nếu mình gặp em sẽ xong năm nớ. Năm dạ. Nớ, năm nớ. Dạ. Nghĩa là dạ, không biết là năm nớ là năm nào. Năm nớ. Năm nớ, thầy Pháp Dung mới rồi hè. Sao được rồi, tám tiếp thì tám dạ. Thầy Pháp Dung sẽ xong năm nớ. Pháp Nguyên cởi mở đóng kịch làm MC, mới lên thầy Năm Ly là người trẻ nhất, nhưng mà thưa thật làm việc rất chăm, đi khách đàng hoàng ai ai cũng mến. Còn thầy Tri Vận thì giả có trụ trì, tài hoa ai bì có người sánh kịp, đánh đàn đánh nhịp là thầy Pháp Thông, nổi tiếng làm xong. Làm cái gì? Làm son, làm chảo á hả? Dạ, dạ không. Son là bài hát đó Ngọc Hoàng. Ờ, sao làm bài hát? Ờ, làm bài hát thì nó làm bài hát, nó làm son. Mà ta cứ tưởng đâu là trong luật á là cấm người tu làm nghề này nghề kia mà lại đi làm nghề son chảo. Thôi được, tiếp. Thưa Ngọc Hoàng, cái này là làm son, xin là son đó Ngọc Hoàng. Tâm hồn nhạc sĩ sáng tác nhạc Mỹ, em dịu khỏi chê đó Ngọc Hoàng à. Em dịu quá, coi chừng dính mắt đó nha. Cẩn thận nha, trong mấy cái thứ là thích thực là nguy hiểm lắm đó nha. Con đợi từ nãy giờ quen kêu con. Tiếp đi. Tiếp theo người kế cũng rất dễ nảy, việc gì muốn làm thì đừng chờ đợi, siêng năng hồ hởi cổ động mọi người, cho nên biến lười giúp nhau làm việc. Anh
nam không tiếc tỏ lời khen ngợi. Sư cô thắng nghiêm đó Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng biết không Ngọc Hoàng? Tiếp thử thôi. Dạ dạ. Và cho tên mới nếu có việc tới, nhờ cô liền nghiêm đó Ngọc Hoàng. Thắng nghiêm thì không biết, nhưng mà liền nghiêm thì tôi biết. Tôi đâu có muốn nhậm chức là Ngọc Hoàng mà liền nghiêm đi theo một bên mà thúc riết. Tôi phải lên ngồi cái ghế này. Ai với người đó tôi biết quá rồi. Nhớ một xíu đi. Và cô liền nghiêm là bảo đảm sống liền. Các cô còn lại thường quan trung hộ, đều rất dễ thương, còn cô không thông thương, cô không nghiêm. Dạ quên, cô không nghiêm đó Ngọc Hoàng. Thì như bà ngoại suốt ngày ái ngại, sức khỏe mọi người Tết nhất đến nơi, cô làm đủ món từ hủ dưa món, để nấu nắm chay chỉ đều một tay. Con không làm cả khi nào thư thả, xin Ngọc Hoàng về thử món măng kho cho biết nha Ngọc Hoàng. Nghe kể không là đói bụng rồi. Vậy là chắc mấy Khanh với Sáu nó mập lắm phải không? Suốt ngày có trong bếp mà có nuôi kiểu đó thì làm sao mà không mập chứ được chứ. Ngọc Hoàng nhìn con Ngọc Hoàng không thấy. Dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng, nãy giờ bác sĩ ăn uống không làm con cũng không có đọc thêm được nữa đó Ngọc Hoàng. Con thấy đồ ăn của Thân Nghiêm nó ăn ngon quá không vậy? Con không có đọc được nữa, nó đầy miệng hết rồi cho nên như Ngọc Hoàng. Dạ thưa Thế Thiên Sáu của con. Tu tập rất siêng là chú Pháp Viên, sáng dậy ngồi thiền đúng giờ đúng giấc. Trời mưa lất phất chú ôm cây đàn, đệm nhạc của làng cho đại chúng hát. Còn lại người cuối là chú Pháp Hưng, tướng người trung trung có tài nấu phở, ăn ngon hết cỡ có người xịt luôn một tô xe lửa. Một tô xe lửa đó Ngọc Hoàng. Tô xe lửa? Dạ. Sao cái tô mà có chữ xe lửa trong này nữa? Có tô máy bay không? Có tô phi thuyền không? Một tô xe lửa này mà ăn vô là con bảo đảm nó nặng và nó dài lắm luôn Ngọc Hoàng. Bữa nào à, thì dạ, bữa nào mình mà mở yến tiệc á, tới đây đó, mình phải mời cô Liền Nghiêm với chú Pháp Hưng với cô Thông Nghiêm lên. Dạ. Mình đỡ bằng tay, nhớ nha, nhớ nhắc tay nha, bỏ vô nốt đàng hoàng nha. Trong email ta có thể ta kiếm. Hoàng cần email là con lên liền. Được, được, tiếp tục còn gì nữa. Tình hình tổng quát hai chú hài hòa, cái thái đơm hoa công phu tu tập. Hôm nay tháng chạp lên tận thiên đình, thành xin tấu trình chuyện ở dưới thế. Cư sĩ vui vẻ ở khắp mọi nơi, trở về nghỉ ngơi và cùng tu học. Thực tập chăm sóc cho nội tâm mình, thiền tọa tụng kinh thiền hành chấp pháp. Lòng vui thanh thản bây giờ ở đây, một tuần hai ngày được nghe pháp thoại. Ăn cú hiện tại thần xin trở lại, à giới bây giờ lộc diễn đang chờ. Thần về ăn Tết kể hoài không hết, chuyện của trần gian chúc cho Ngọc Hoàng an nhàn. Tu tập tinh chuyên nơi thượng giới đó Ngọc Hoàng. Cảm ơn mấy táo. Vậy là xong rồi đó hả? Ta thấy báo cáo còn thiếu quá, thiếu quá. Chắc là mấy táo lo nhiều chuyện quá mà cho nên quên. Bây giờ mấy táo có sẵn sàng cho ta hỏi vài điều với thượng dưới hạ giới không? Dạ. Dạ vâng ạ. Ta nghe nói là vườn nai á, là mới có thành lập từ tháng 7 thôi, mà tới bây giờ là mới có mồng 5 tháng đi. Mà làm sao mà sinh sống, làm sao mà hoạt động, làm sao mà áo quần lụa là quá vậy nè. Kể thử ta nghe cái chuyện gì xảy ra. Các ngươi có nhận phân của government không? Hay là có visit grant không vậy? Dạ, môn thưa Ngọc Hoàng,
phân của Vua Hương Anh thì chúng con không có được nhận, và Basic Ram thì chúng con cũng ở đây hơn 10 năm rồi, thành ra nó cũng hết rồi. Nhưng mà chúng con được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Dạ, Ngọc Hoàng có thấy nụ cười tươi của con không? Đẹp lắm đó Ngọc Hoàng. Dạ. Anh Nga Sĩ Hùng anh làm cho con đó Ngọc Hoàng. Và tại như khi nhà bếp hết đồ ăn á, thì con chú đến giúp ở đây giúp hết đấy Ngọc Hoàng. Toàn người đây không nè, Ngọc Hoàng thấy không? Giống như bữa hở. Để nhớ em coi thật cho kỹ bên một chút rồi anh. Ngọc Hoàng, bữa nhà bếp đó Ngọc Hoàng, chỉ có cái nồi nhỏ thôi, con nấu thật đến đầu đó mà. Mai cô không có đủ là cô Sương đem lại con hai cái chảo lớn thiệt lớn. À, thì ra là các táo nhận được tài trợ phải không? Còn dạ, nghe nữa, còn ai dạ, nữa? Tài trợ, dạ thưa, dạ cái nhà bếp này đó Ngọc Hoàng, nhà bếp mà chúng con đang cư trú đó Ngọc Hoàng, dạ không nhờ anh Vân với là anh Đạo với chị Vân mà mua đồ dùng là thì cái bếp này không có à? Dạ. Có thể là Ngọc Hoàng cũng được ngoài đây đâu. Dạ đúng rồi. Thượng giới làm gì mà ta sợ. Nhưng mà nghe vậy thì ta thấy là đạo tình cái bộ thấm thiết. Rồi còn lễ lược, rồi còn chuyện gì khác nữa, táo trình cho ta nghe cho nó rõ luôn một lần. Dân Ngọc Hoàng à, mình mới mở Ngọc Hoàng, mà tụi con lúc nào cũng làm giống bên làng á. Tụi con làm Tết Tây nè, Christmas nè, Tết Ta nè, táo về làng nè, táo về trời nè. Mẹ cũng chết vậy đó Ngọc Hoàng. Còn nữa, trồng cây, sửa nhà. Dạ thưa Ngọc Hoàng, tụi con còn đi trò tụi chứng cách tu nữa. Chứng cách tu nữa Ngọc Hoàng. Xin thêm lính thưa Ngọc Hoàng, xin Ngọc Hoàng, xin ông cho thêm lính thưa Ngọc Hoàng. Dạ, ghi vô nốt, phát tay về, ta email xuống cô chân không. Thưa Ngọc Hoàng có thêm người thì Ngọc Hoàng cho chúng con, nam nữ cứng nữ. Thấy vừa mấy táo càng tiết lộ, càng nói thì càng tiết lộ ra nhiều điều cũng đáng để suy ngẫm. Nhưng mà rồi hết khóa tu rồi có tính chuyện gì khác không vậy? Khóa ăn cư kiết đông này hình như cũng sắp hết rồi đó. Rồi mấy táo có tớt việc không? Dạ thưa Ngọc Hoàng, bây giờ con không dám nghĩ tới việc nữa. Dạ thưa Ngọc Hoàng, chúng con dự định mời Ngọc Hoàng xuống chơi. Thăm Ngọc Nguyễn à. Và thưa Ngọc Hoàng, tụi con ở San Diego có nhiều chỗ lắm. Con sẽ dẫn Ngọc Hoàng đi San Diego Zoo. San Diego Zoo là cái gì vậy hả? Thưa Ngọc Hoàng, Zoo là có nhiều rồng, rắn, tôm, cá, đủ loại đó Ngọc Hoàng. Ta nghe San Diego đẹp. Ta có nghe cái rồng rắn tôm cá gì đó. Nhưng mà không lý ta đi từ đây xuống dưới đó. Vé máy bay có rẻ không? Vô internet kiếm thử dùm đó. Dạ con nghĩ là nó rẻ nhưng mà con phải check với là accountant của tour viện đã thương Ngọc Hoàng. Dạ. Ngọc Hoàng, mình phải mua vé dù mắc rẻ tụi con cũng ráng mua. Nhưng mà nè mấy tách, mấy táo là nhận của cúng dường, mấy táo là lo làm việc và tu học, mà đi chơi cái kiểu này á là mất tiếng tăm thiên hạ đồng bào mất còn gì, mất rẻ gì cũng mua không được. Không được, ba đồng ý à. Căng tin của Ngọc Uyển chắc vé rẻ mới mua chứ không có đi mua bừa bãi. Để thưa Ngọc Hoàng, khi nào mà tụi con có vé, tụi con sẽ email cho Ngọc Hoàng. Dạ, chúng con đi Southwest Airlines. Để. Có frequent flyer, biết không vậy? Cái bé Ngọc Hoàng đi là bé là free flyer của con đó, free mile của con đó. Ta thấy kể ra thì cũng tội. Mấy táo đường xa lặn lội lên đây, người thì phải sửa chữa hàng rào cây rồi mới bước vô đây được, người thì
con kiếm đường không có ra. Kiếm đường không ra. Thôi thì ta cũng nể tình, chắc là năm tới, Ngọc Uyển khá hơn, người ta xuống thăm. Nói vậy cho ai bắt mấy táo bôi vé tội, người ta đằng bên giá ngủ, ta đi thiền hành xuống cũng được, cần gì. Thử lòng táo chút thôi, con đỡ có tiền với biết bay. Thôi được rồi, bãi đào còn ai có gì muốn thương muốn trình nữa không? Nếu không thì thôi thì đầu năm ta cũng chúc mấy táo về tu tập cho đàng hoàng, sống cuộc sống an nhàn. Làm việc thì cứ làm, nhưng mà thảnh thơi thì mình cũng cứ thảnh thơi. Rồi có đi du đi giết gì đó thì nhớ rủ ta đi nha. Ba mẹ con sông săn dân cán hè vàng biển bình, yêu trang buông lơi trên má cô nàng duyên tơ và yêu căn đồng vời xa ngàn tay đang rừng mùa hoa. Đơn sơ qua mái chân nghèo mẹ quê, yêu duyên nên thơ trong tiếng khoan mò ước thề, yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng quê và yêu mê nhịp cầu tre là đây anh đợi em về. Kìa cùng đua chơi trẻ thơ cá hám say đời, dù nghèo mà vui hỏi ai không hé môi cười. Mưa nắng ơn trời
xóm làng đón làng chiêm mới ấm no ấm ủ lòng tôi. Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ còn yêu, yêu chim bay qua mang đến tin mừng Thái Hòa. Yêu anh yêu em yêu nước yêu trời gần xa và yêu môi tình nở hoa ngàn năm không hề phải nhòa. Tôi yêu quê tôi yêu lý che già đẹp xinh, yêu con sông xanh dân cá mẹ vàng bên đình, yêu trăng buông rơi trên má cô nàng dễ thơ và yêu căn đồng vời xa ngàn tay đang dừng mùa hoa. Tôi yêu đơn sơ qua mái chân nghèo mẹ quê, yêu duyên nên thơ trong tiếng khoan họ ước thề. Yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làm thuê và yêu mê nhịp cầu tre là đây ăn đời em về. Kìa cùng đua chơi trẻ thơ cá say đời, dù nghèo mà vui hỏi ai không hé môi cười. Mưa nắng ơn trời luôn cày thăm đẹp lúa người, xóm làng đón mùa chiêm mới ấm o ấm ủ lòng tôi. Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ còn yêu, yêu chim bay qua mang đến tin mừng Thái Hòa. Yêu anh yêu em yêu nước yêu trời gần xa và yêu môi tình nở hoa ngàn năm không hề phai nhòa. Thank you.
Chú, bây giờ xin mời đại chúng nếu mà biết bài Xuân và tuổi trẻ thì nên hát bài hợp ca. Tiếng xuân đẹp đẹp
tiếng ca.